Mến chào các bạn đến với kênh Miền Núi. Hôm nay trong một video mình tiếp tục chia sẻ đến các bạn một cái món ăn rất là dân dã, đồng thời cũng rất tốt cho sức khỏe. Đó là một thứ rau mọc dại ở những cái rẫy cà phê và vườn hoa như thế này các bạn. Mời các bạn theo mình nha. Đây các bạn, cái mình muốn giới thiệu đến các bạn, cái này cũng khá quen thuộc với tất cả những người ở miền núi. Mình sẽ hái một cái loại rau, đó là đọt của cái dây chùm dây các bạn, hoặc là có nơi tôi gọi là dây mát mát. Các bạn cùng theo dõi video của mình nhé. Loại chùm dây này thì trước đây người ta nhiều nơi ta trồng khá nhiều các bạn, trồng theo dàn, trong một cái dàn để mình thu hoạch cho nó dễ. Nhưng hiện tại giờ thì khu vực này ít trồng các bạn. Đây là cái hoa của nó, mình có thể ăn được các bạn nha. Cái này nó mọc hoang này. Nhưng mà hôm nay mình sẽ dùng cái đọt mà thôi. Còn loại này thì ăn hơi nhẫn đắng các bạn. Và trái nó cũng được. Trái này nếu mà còn non thì mình sẽ sử dụng về luộc. Nhưng mà cái này nó đã già lắm các bạn. Chanh dây thì các bạn cũng biết là sử dụng làm nước uống rất là mát. Đây nè, nó cũng khá già rồi cho nên mình cũng hái. Mình cứ nghĩ ra đây thì sẽ tìm được một số trái để luộc và đọt thì mình đem về xào các bạn. Đây các bạn. Cái này thì nó hơi nhẫn các bạn nha. Nhưng mà ăn rồi nó sẽ ghiền. Như các bạn cũng biết, quả chanh dây thì nó chứa rất nhiều cái dinh dưỡng, và đồng thời chích xuất từ cái quả chanh dây trong việc tiêu diệt tế bào ung thư, các dinh dưỡng chống oxy hóa, làm ức chế và trưởng thành của tế bào ung thư rất là hay các bạn. Các bạn nên tham khảo về cái việc chữa bệnh về cái chanh dây này rất là hay các bạn. Video mình chỉ chia sẻ về cái món ăn thôi. Thôi không nói lòng vòng nữa, bây giờ mình bắt đầu hái cái đọt non này về lát nữa xào tỏi ăn các bạn. Đây khá là nhiều các bạn ơi. Rồi, đây các bạn, mình đã được một mớ luôn nè, đọt non của chanh dây nè. Giờ mình rửa sạch và xào lên thôi các bạn, mình xào với tỏi. Món này cũng khá ngon. Các bạn thử dùng thử đi. Và bây giờ mình xào tỏi, món này thì rất là nhanh và đơn giản các bạn. Buổi trưa của gia đình mình cũng sắp bắt đầu rồi các bạn. Đây. Các bạn lưu ý là nhiều người ta sử dụng cái đọt chanh dây này, họ trụng qua nước sôi nha, xào cho nó đỡ đắng. Còn mình thì ăn đắng nó quen rồi, mình xào để về xào luôn các bạn. Trụng qua nước sôi thì nó bớt đắng các bạn nha. Gia đình mình cũng chuẩn bị bữa trưa rồi các bạn, mời các bạn cùng dùng bữa với gia đình mình nhé. Trong video của mình, các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ và đăng ký ủng hộ kênh mình nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Mến chào các bạn.